ngôi nhà đầu tiên của tôi làm từ năm 2014 và cho đến nay tính ra đã là 8 năm. Thì trong 8 năm đó thì luôn luôn có sự đồng hành của A Cộng. Bất cứ một cái phát sinh nào, mặc dù là kể cả là nhỏ nhất trong ngôi nhà của mình, thì tôi gọi điện là sẽ có A Cộng bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào. Chắc chắn không chỉ dừng lại ở 3 ngôi nhà, mà kể cả từ ngôi nhà thứ 4, ngôi nhà thứ 5 hay là đến ngôi nhà thứ 10, thì tôi vẫn cứ tiếp tục sử dụng cái dịch vụ của A Cộng. Kiến trúc A Cộng, kiến tạo không gian sống tốt đẹp hơn.